Từ kinh thành, ông Anatol trở về. Áo quần của tôi dơ dai vậy. Không sao, không sao bà ơi. Con suối này đổ dốc quá, xe ngựa băng qua sẽ bị lật. Tôi cõng bà nha. Cô lên. Nhà ta ở dưới chân núi. Răng lên, sắp đến kia rồi. Nhưng phải đi qua cái bãi quan kia nữa. Ngài còn trẻ, lưng thẳng, chân cứng. Cố lên nha. Rồi cái gánh nặng này sẽ được đặt xuống thôi. Ta biết ngài là công tử, không quen mang vác nặng, nên về tới nhà ta sẽ thưởng công cho ngài xứng đáng. Ôi bà lão tội nghiệp kia, sao bà có thể nói ngược như vậy chứ? Bà có gì mà nói thưởng công cho ta? Ngài thấy nhà ta nghèo quá phải không? Thú thật, gia tài của ta chỉ có 2 cây hoa và 2 con ngỗng này thôi. Ta tặng ngài hết đó, không được từ chối nghe. Ta biết ngài đang vội về nhà mà vẫn chịu cực khổ cõng và mang vác giúp ta. Ngài thật là tốt bụng. Dạ, nhưng tôi chỉ xin nhận 2 cây hoa thôi ạ. Sao có thể lấy hết gia tài của bà được? Ngỗng rất cần, vừa bầu bạn, vừa giữ nhà. Nhà ta có chi đâu mà cần giữ, ngoài cái lưng còng của ta. Thôi, đừng ngó quanh ngó quẩn làm gì. Cái lưng người vốn... Bà về. Bà ơi, bà là bà tiên, sao hàng ngày cứ đi làm lụng cực khổ chi vậy bà? Bà chỉ cần quá phép là được. À, mà bà ơi, đã đến giờ quá phép rồi đó bà. Này, hai con nhìn lại đi. Đó là ngôi nhà của người tốt bụng lúc sáng. Ông ta có một người vợ sắp sinh con. À, bà ơi, con thấy 2 cây hoa của mình kìa. Con cũng thấy, con cũng thấy. Ôi, họ cần 2 cây hoa ghê. Vậy, áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn ạ. Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À, 2 đứa đi cũng được. Cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn. Trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa. Không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói! Chó sói! Chó sói bắt con tôi rồi! Xin hãy cứu con tôi! Ha! Chó sói tới! Dân làng gặp nguy hiểm rồi! Ta đi đây! Nàng mau đóng cửa lại! Chờ ta! Ta sẽ về liền! Ôi! Ông Anatol đã cứu em bé an toàn rồi! Mừng quá, mừng quá! Vì con sói đang giác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá. Để em băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, 2 chậu hoa kia rồi. À,
đặt tên là Bạch Tuyết Hồng Hoa vì bà thấy hai cây hoa nở ra hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Thời gian trôi, thấm thoát Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã là hai cô gái nhỏ đáng yêu. Hồng Hoa ơi, ở đây có nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi, không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, Hồng Hoa ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hồng Hoa, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cây quá vậy, nó dùng thở nhanh như tưởng kìa. Công nhận này thì lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó. Bà Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi. Ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi. Mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatol là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào rừng đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú, chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à,
giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc. Mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ. Nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ, chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay. Không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Con ơi, em đau quá. Phản đối cô giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng, nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Thôi kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, ai ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân cháu sói. Đúng rồi, đúng rồi, cho xem giày, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Chị là giày của người rồi, không phải cháu sói. Ta mở cửa nha. Phải rồi. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với. Tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa. Vậy ta mở hé hé thôi nhé.
Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải không? Sập lại ngay. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. À, ta là ông Noel của người lùn nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi. Ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông. Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nota đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá, hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà. Không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng. Muốn coi bà ra sao. Có giống như chú Lùng hay không? Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị, nha chị. Chú Nota ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nota ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nghe. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười. Phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không? Lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào, chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đê. Kể tôi. Chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự, để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm. Nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt.
Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Tạ mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nô ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi. Sẽ tự về được ạ. Tao vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi. Hai cháu mang về. Nói rằng tạ biếu mẹ nha. Ta đi tè, ta đi tè. Tè là tè tè tè, ta đi tè. Hồng quá, nhìn kìa. Những ngôi sao lấp lánh như nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa. Bạch Tuyết thấy không? Mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu, không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ba mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, cũng không dám xin. Sao chỉ cho người lạ? Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha. Các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông. Chúng cháu phải về nhà. Mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, bị lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dẻ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi. Mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại. Mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi. Bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ê, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút. Em sẽ lấy lòng mang áo cấp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây. Chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé. Mình tặng bạn đó. Ôi da, con gì ôi da. Cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng. Nhưng có thể lắm chứ. Ôi, những đồng vàng lấp lánh, đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả. Cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con lên rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cạp. Ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết. Rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt.
Nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, dạ thưa mẹ, mẹ chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng, cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi. Còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha. Mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói. Mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao? Mình có vá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon. À, nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé. Không thỏ rừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi. Nhưng ta nói trước nha, quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi, vịt thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được. Nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp. Mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến. Tôi chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin ngắt ngày tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thích vậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy ông ơi, phía sau có địch kia. Tên thỏ đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ rừng? Người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không, nếu không đồng ý á hả, thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Dạ rồi. Cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ rừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới
tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao vợ Thỏ, đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ Thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng mẹ buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của Thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát, hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cây giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các ngươi dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ba ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi định ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta tha không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói an ủi cho nhan sắc trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta, các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Vâng, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống ạ. Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hồng Hoa ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi.
Em đừng la to, bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên, nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre, nhà em to quá, em vô đi. Chào em, chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không? Vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường, chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu. Họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em? Đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá. Biết làm sao bây giờ, chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại, chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng coi thằng bé còn ở trong nhà không. Ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Chết ta rồi, thằng nhóc đâu? Chuột chu, ta giao người canh gác nó mà. Thưa bà bớt giận. Tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được. Thưa bà. Tha cho tôi đi bà chủ. Tôi tài hèn sức mọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người điếc ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với được hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui, ui, ham quá. Cút đi. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của Andre đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày, nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau. Ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Andre, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài. Rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp này. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường. Xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm, được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em Andre ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha.
Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi. Chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây? Ai đó? Ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Andre ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi, anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm. Chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, cắt nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây. Ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa. Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối. Như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về, nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy. Ta thề có ánh trăng kia làm chứng. Ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, rủi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và Andre đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới?
sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn, tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi. Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau, nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùng, ngươi thật lao cá. Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết. Anh Antoine, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú nô ta kìa, sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần, chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc, nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Dương à, nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài. Mong ngài cho phép. Đương nhiên, ta cho phép chứ. Dù sao ta ở trong lâu đài quan vắng này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô vô điều kiện. Ta vui lắm. André, André, em trai ta đâu rồi? Cái mùi hôi quá, ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương, ta mệt và đói nữa. Ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng. Nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hôm qua, vậy, vậy, có ai gõ cửa nhà mình? Vậy coi mẹ ra sao? Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà, xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ, không qua
Em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là gấu ca sĩ nha. Bạch Tuyết và Hồng Hoa để cho anh sống với. Anh là người thân yêu và quan trọng nhất của hai em sao mẹ Anna đó nha. Đồng ý. Thôi khuya quá rồi, hai con đi ngủ đi. Phải để cho gấu ca sĩ nghỉ ngơi nữa, hát hoài sao được. Gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng, dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về, rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ. Chào mừng anh hai đã về. Cái gì đây? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? Bác nham lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong. Để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn Andy bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật. Có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết. Biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm. Chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và mọi người.
chúng ta lại gặp ông lùn đó nữa hả? Sao hai đứa có đứt lì ở đó? Mau cứu ta ngay! Cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em? Ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Chứ nếu như thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi. Người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. À, thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không qua, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhầm luồng đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay thiệt là xui xẻo quá. Đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nham lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá ạ. À, bác ơi, cháu năn nỉ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tuân cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi. Chào nhé, ta đi đây. Nham lùng, ta không nhịn bác nữa. Vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nha. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị mắc vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Hồng Hoa, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùn xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu, bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùn nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết, nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi, tôi
tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Gấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh Antoine thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, Andre, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Ngày xưa, ở đời vua Hùng Dương thứ sáu, cuộc sống yên bình trải dài khắp làng quê. Vua Hùng lúc đó có 20 người con trai, đa số các lang đều ở trong cung vua, hàng ngày vui chơi học hành. Thế nhưng, cuộc sống của mỗi lang đều khác nhau. Trong đó, con trai thứ 18 của vua Hùng tên là Lang Liêu, có cuộc sống nghèo khổ nhất vì mẹ Lang Liêu vốn là con của một lão nông. Ở nhà chán lắm. Con sang chơi với các anh đi. Mẹ đi làm xong rồi về. Không ai cho con theo chơi cả. Được rồi, vậy thì đi với mẹ. Sau một hồi năn nỉ, thế là mẹ Lang Liêu dẫn theo cậu để đến nhà Dương Phi để làm việc. Tại đây, Lang Liêu gặp lại hai người anh là Lang Cả và Lang Hai. Dạ, chào Lang Cả, chào Lang Hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nó? Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Lang Liêu muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Lúc nãy anh cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa. Mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao? Nhưng mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hay mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh cả, anh hai, anh đâu rồi? À, anh cả, anh hai, đừng bỏ em à. Lang Cả ơi, Lang Liêu đâu rồi? Ơ? À? Tụi con tưởng Lang Liêu về trước rồi chứ. Lang Liêu ơi, con đâu rồi? Lang Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Tôi với
Cảm ơn cậu. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng. Cậu giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lan Liêu ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, con đây nè. Con trai tôi, con có sao không? Con không sao. Bạn gỗ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn gỗ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lan Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ. Mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi. Ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lan Liêu về quê. Nhưng nếu ở kinh thành có việc thì Lan Liêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lan Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Mẹ định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lan Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày. Mẹ ơi, cầm mang nước cho mẹ nè. Con về đây, ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi, tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lan Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày chàng vẫn làm nông giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khả
anh đứng dậy đi. Nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa đức vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18, Lăng Liêu, là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lăng Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp, cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lăng Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa, việc nước lại lớn lao. Ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang, con nào bày cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truy ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết. Trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha. Ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ, xin phép hai anh em về quê. Chạy! Con ơi! Mẹ! Mẹ về rồi! Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè! Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ! Con nhớ! Tốt lắm! Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ. Chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao em cũng là một hoàng tử, sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo, hai anh có cần thì em đong cho một ít về dùng. Thôi thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Hey.
Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lan Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến quyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở, con xin dâng người à. Được lắm. Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mập đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó à. Cảm ơn con. Sao Lăng Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng à. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị dân mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dân vua cha vẫn còn nóng đây ạ. Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những hai ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lăng Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo, bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay, hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để ta ăn thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm, nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất màu xanh, hình tròn tượng trưng cho bầu trời trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên, đất trời. Ta tuyên bố hoàng tử Lăng Liêu thắng cuộc. Cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì trong người dân, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau làm bánh chưng, bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thống đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Xong chưa? Ngày giỗ ra mẹ mà chú lề mề quá. Dạ đã xong rồi thưa anh, mời anh Hân. Ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai anh em sống với nhau, cha mẹ mất sớm, người anh tên Tham, còn người em tên là Thật. Chú xong rồi á thì lên đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ anh hai có gì dạy bảo, em xin nghe. Anh chỉ truyền lại lời của cha mẹ trước khi lâm chung. Cha mẹ nói anh không được khỏe nên không được làm việc nhà. Từ nay bao nhiêu việc thì để chú ba làm. Dạ em khỏe mạnh, em sẽ làm hết. Anh hai không phải lo. Giờ em đi ra đồng cắt cỏ đây. Cứu giới, có ai cứu giới? Cứu, cứu tôi giới. Tội nghiệp quá. Chắc mày đau lắm đúng không? Chờ tao một chút. Đừng bỏ tôi, xin đừng bỏ tôi. Không đâu,
tao sẽ không bỏ mày đâu. Cảm ơn ngài đã cứu mạng, tặng ngài một cái cây, sau này sẽ có ích cho ngài. Cây khế đẹp quá. Chú đi lấy được có tí củi mà lâu như vậy hả? Không biết đường về nấu cơm sao? Dạ, do em phải cứu một con chim bị dính bẫy nên mới về muộn. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm liền. Có chim hả? Nó đâu rồi? Em thả nó ra rồi. Trời ơi, sao chú dại dột như vậy hả? Mang nó về có phải là được một bữa ăn ngon không? Thôi, đi nấu cơm lẹ đi. Còn cây đó là gì? Dạ, con chim cho em, nên em định mang ra vườn trồng. Chẳng được tích sự gì hết. Có trồng thì mang ra bãi đất hoang mà trồng. Đừng để nó chiếm hết đất cây của anh. Lớn nhanh nhé cây. Do làm việc quá sức, thật bị té xỉu. Lạ lùng thay, cây khế vừa trồng lớn nhanh như thổi, che bóng mát cho Thật. Thời gian trôi, hai anh em Tham và Thật cứ ở bên nhau như vậy cho đến ngày Tham lấy vợ. Trời ơi, chú không thấy anh chị về nóng bức hay sao mà không mang nước uống? Dạ, em đang phơi thóc, anh chị đợi em tí. Ô hay, cầm mình nước không thì sao mà uống? Ngửa cổ lên uống à? Bực cả mình, đi về nắng nóng còn gặp thêm chuyện à. Rồi à, cơm nước đã xong chưa? Dạ, em đã nấu xong rồi. Mời anh chị vô ăn cơm. Mà anh thấy á, cỏ ở ruộng nhà mình đã cao hơn gang tay rồi đó. Ra làm liền đi, người ta làm xong hết rồi. Dạ, để em đi bây giờ. Anh Thật ơi, anh Thật. Cô Thơm gọi tôi. Anh nghỉ tay, ăn cơm uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Cô Thơm nó ăn ngon quá à. Nếu anh thấy ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn có được không? Tôi sợ cô Thơm mệt thôi. Không sao, chiều nay á tôi có đánh cá, mai tôi làm cá kho cho anh ăn nha. Có thằng Thật, nhà mình đỡ ghê, việc trong việc ngoài nó lo hết. Tôi thấy á đã đến lúc để thằng Thật ra khỏi nhà rồi. Cho nó ra riêng là mình phải tốn tiền thuê thợ. Vậy ông tính coi, cái nhà này cũng có phần của nó, giờ không cho nó ra ở riêng á thì phải chia nhà, rồi đến khi nó lấy vợ mình phải tốn tiền hỏi vợ cho nó nữa. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn chia nhà cho nó, cũng không muốn hỏi vợ cho nó. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi đã tính rồi. Thật, lại đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh có điều chi vậy Bảo? Chú Thật nay đã lớn rồi, đến lúc chú phải ra riêng mà sống. Nghĩ đến đây, anh thấy buồn quá. Dạ thưa, em chưa có ý định ra riêng. Chú lớn rồi, cứ ở mãi với anh chị cũng không có hay. Hàng xóm lại nói ra nói vào, rồi không ai muốn gả con gái cho chú à. Nhưng em cũng chưa định lấy vợ. Chú không lấy vợ, ba mẹ dưới suối vàng lại trách anh không lo cho chú đàng hoàng. Giờ chú cũng không biết đi đâu. Thôi thì à, tôi thấy ngày trước chú có trồng cây khế ở bãi đất hoang, ra đó mà ở. Dạ, em xin nghe theo sắp xếp của anh chị. Trước khi mất, cha mẹ cũng nói, hễ đồ vật gì dính chữ cái là của anh, còn chữ đực là của chú. Dạ, đã là ý cha mẹ thì em không dám cãi. Vậy giờ chú coi, cây nào thuộc về chú, chứ cây nhà, cây bàn, cây ghế đều dính chữ cái hết. Vậy quần áo của em, đồ dùng cá nhân như giường chiếu? Đó là cái quần, cái áo, cái giường, cái chiếu, chú phải để lại hết. Vậy đồ vật nào là đực? Cây đực rửa, nó là của chú. Dạ, thôi vậy cũng được, em thân một mình cũng chả cần gì.
Em chỉ cần cây rửa của em. Ở tập trước, vì sợ phải chia gia sản với Thật, vợ chồng Tham đã lừa Thật ra khu đất quan ở. Long về ở với tôi, có ít gạo ăn, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền, mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay, vợ chồng mình đỡ phải vất vả rồi. Ngày tháng qua nhanh, Thật đã cất được nhà và đón Thơm về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả chín. Khuya rồi, ngủ thôi mình. Mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi. Anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cái khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây. Thật rồi, thật rồi. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế, con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế. Chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả công vàng, mấy túi ba gan mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng. Đây tôi đây, đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình
Từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ. Nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh Thật. Cảm ơn quả nhiều lắm nghe. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Cây khế cho nhiều quả ngọt và thu hút quả khổng lồ đến ăn. Để trả ơn, quả bảo Thật mai túi ba gang và chở Thật đi lấy vàng ở đảo Quan. Ông nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng Thật á nó hết xây nhà cao cửa rộng lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lén giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi dạ, trời ơi, đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây, không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chưa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng Thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có như vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quạ ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm hai bộ quần áo rách mặc vào. Con quả thấy mình giống vợ chồng thằng Thật nên mới ghé. Sao giờ này chưa thấy con quả đến? Có khi nào vợ chồng thằng Thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao, biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Con quả đến rồi. Quả ăn khế hết rồi, vợ chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa, bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Nó ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Ăn con quả, trả con gian, mai túi ba gian, mang theo mà đừng. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó phải giàu gấp 4 lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gang cho tôi. 11, 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta? Con quả lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quả đến rồi. Thôi, tôi đi đây. Bà ở nhà chờ tôi. Không,
ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. Vậy thì cả hai vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng thật đúng là ngu, vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gram. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Vàng của tôi, vàng của tôi. Đồ quạ ngu ngốc, mau trả vàng lại cho tao. Từ đó về sau, vợ chồng thật sống hạnh phúc bên nhau. Họ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện và chăm sóc cây khế cẩn thận. Ngày xưa bà xinh đẹp nhân hậu, xin hãy mua giùm cháu một hộp diêm ạ. Cô bé, hãy bán cho ta một hộp diêm. Nhà chúng ta cần thêm diêm để thắp nến cho đến tận đêm giao thừa. Nếu đến ngày giao thừa nhà bà hết diêm, bà hãy tìm cháu mua thêm nhé. Thưa bà trả cháu dư tiền rồi ạ. Không sao, cháu hãy cầm hết đi và về nhà sớm nha. Đêm nay là Giáng sinh mà, trời lạnh lắm đó. Cháu cảm ơn thưa bà. Bà là người phụ nữ thật nhân hậu. Mẹ ơi, con không tìm thấy mèo nhỏ của con. Lúc nãy tiếng chuông lớn quá, chắc mèo nhỏ sợ hãi bỏ chạy, không nhớ đường về rồi con. Anna, con đã tìm hết xung quanh chưa? Vậy có thể mèo nhỏ của con đã chạy về nhà rồi. Chúng ta hãy ra xe ngựa về nhà tìm mèo nhỏ cho con nha. Ngày trước khi bà mình còn sống, bà cũng đưa mình đi nhà thờ trong ngày lễ Giáng sinh. Tụi mình thi xem ai ném trúng con mèo kia nha. Trúng rồi, tao ném trúng rồi. Tụi mày ném dở ẹt. Các cậu không được làm đau mèo nhỏ. Bắt nạt động vật là xấu đó. Lại là con bé bán diêm lúc nãy. Đúng là cái đồ nhiều chuyện. Mày làm con mèo chạy mất tiêu rồi kìa. Vậy tụi tao sẽ chơi ném tuyết với mày. Thơm, chúng ta phải về thôi. Bữa tiệc Giáng sinh sắp bắt đầu rồi. Mèo nhỏ, cậu đâu rồi? Mấy bạn đó về rồi, không chọc phá cậu nữa đâu. Mình cũng muốn được dự tiệc Giáng sinh. Cái gì vậy? À, mèo nhỏ.
cậu đây rồi. Mình đi tìm cậu nãy giờ đó. Mình tưởng cậu lại đi lạc rồi. Cậu tặng mình con gián để cảm ơn mình sao? Cậu ăn đi. Giáng sinh ăn lành nha, mèo nhỏ. Lông của cậu rất mượt và thơm nữa. Cậu cư xử như một quý bà vậy. Cậu không phải là mèo hoang, đúng không? Cậu có phải là chú mèo đi lạc của cô bạn rất xinh đẹp ở nhà thờ đúng không? Nhà của cậu ở cách đây rất xa à? Nếu ở gần thì cậu đã không bị lạc rồi. Họ tìm cậu không được nên đã về nhà rồi. Mình cũng không thể đưa cậu về nhà được. À, để mình đưa cậu ra nhà thờ gần đây chờ gia đình cậu nhé. Có lẽ họ sẽ quay lại tìm cậu đó. Mèo nhỏ ơi, cậu có ở đây không? Mình không thấy mèo nhỏ ở gần nhà thờ. Có lẽ bạn ấy đã được chủ tìm thấy rồi. Sao cậu lại ở đây? Mình có đến nhà thờ tìm cậu nhưng không thấy. Mình tưởng cậu đã được chủ đón về rồi. Cậu đến đây chờ mình sao? Giờ mình phải đi bán diêm. Mình không thể ở đây chơi với cậu được. Cậu ra nhà thờ chờ chủ đến tìm cậu đi. Cậu muốn đi cùng mình sao? Cậu mắc cười quá à, mèo nhỏ ơi. Ráng lên, mình sẽ tìm lại chủ cho cậu. Cậu định ở đây chờ chủ của mình sao? Đã mấy ngày nay họ không quay lại rồi. Mình nghĩ là họ có quay lại tìm cậu, nhưng lại đúng lúc không có cậu ở đây đó. Cậu đừng buồn nhé. Không phải họ muốn bỏ rơi cậu đâu. Cậu là mèo nhỏ đáng yêu, xinh đẹp như vậy mà. Mày đưa cái gì về nhà đây? Cha ơi, đây là bạn mèo nhỏ bị lạc. Trời lạnh quá nên con đưa bạn ấy về ở tạm trong nhà mình được không cha? Nhà tao đã nghèo túng đến mức không có tiền ăn, mà mày còn đòi cưu mang con mèo này sao? Cha chỉ cần cho bạn ấy ở lại ngủ cùng con là được ạ. Đây là con mèo khá đẹp đó. Chắc cũng được giá. Được rồi, mày hãy lấy gì nhốt nó lại đi. Ngày mai tao sẽ mang nó đi bán. Mấy hôm nay mày chỉ mang được vài đồng xu về nhà. Cha đừng bán bạn ấy. Con đã hứa là sẽ tìm lại chủ cho bạn ấy rồi. Mèo nhỏ ơi, cậu đi đâu vậy? Đúng là phiền phức. Nó dám làm mình đau nữa chứ. Mình mà bắt được á thì nó sẽ biết tay mình. Mèo nhỏ ơi, cậu đâu rồi? Cậu đừng sợ, cha mình không đuổi theo đâu. Ông ấy say rồi. Mèo nhỏ, cậu ra đây đi. Cậu đừng sợ. Mình xin lỗi vì không giúp được cậu. Cậu hãy trốn trên những mái nhà ở gần đây ngủ rồi đợi mình nhé. À, đúng rồi. Ngày mai là ngày cuối năm. Đêm mai sẽ là đêm giao thừa. Quý bà, mẹ của Anna đã nói với mình rằng họ sẽ đi lễ cuối năm. Bà ấy nói có thể sẽ mua diêm cho mình nữa. Và có thể quý bà tốt bụng ấy sẽ lại cho mình thêm nhiều đồng tiền để mình có thể mừng năm mới cùng cha. Và cậu có thể tìm được chủ của mình. Anna chắc đang nhớ cậu lắm đó, mèo nhỏ. Tối qua ngủ trễ nên mình ngủ quên mất. Mèo nhỏ ơi, cậu đâu rồi? Chắc mèo nhỏ đợi mình không thấy nên đã tìm đường ra nhà thờ rồi. Tội nghiệp cậu ấy quá. Con kia, sao mày không đi bán diêm? Hôm nay mà mày không mang tiền về thì mày sẽ biết tay tao.
cha ơi, đêm nay là đêm giao thừa rồi, con có thể về sớm cùng cha đón giao thừa và cùng xem pháo hoa được không? Nếu không bán được diêm thì mày đừng có về. Ngắm pháo hoa làm cái gì khi bụng đói và không có rượu để uống chứ? Nếu cha bớt uống rượu lại thì chúng ta sẽ không bị đói đâu. Cha đừng uống nhiều rượu nữa, không tốt cho sức khỏe. Con đi bán diêm đây. Đúng là một đứa trẻ nhiều chuyện. Nếu không uống rượu thì tao biết làm gì để hết buồn đây. Ông có thấy một con mèo đen ở đây không ạ? Không thấy. Đi về lẹ đi. Không thấy gì hết. Trời lạnh quá à. Mèo nhỏ ơi, cậu đâu rồi? Ê, con nhỏ kia, mày vẫn lo cho con mèo nhỏ đó sao? Đúng là cái đồ nhiều chuyện. Kệ tôi, tôi không như các cậu, thích hành hạ động vật. Đó là mèo của một gia đình rất tốt bụng, chắc là họ đang lo lắng đi tìm khắp nơi. Các cậu đừng chọc ghẹo nó nha. Vậy thì mày phải chịu trận thay cho nó nè. Ai? Trúng rồi nha. Con nhỏ đang ghét này. Trả lại diêm cho tôi. Các cậu đừng phá diêm của tôi. Kệ, thích phá đó. Ai kêu mày là con ngã? Xin các cậu đừng lấy diêm của tôi, cha sẽ đánh tôi chết mất. Trả lại mày nè. Nhặt lấy đi nè. Yeah. Muốn lấy thì lại đây lấy đi nè. Các cậu đừng đùa giỡn nữa. Xin trả lại diêm để tôi còn đi bán. Kệ mày, tụi tao đang chơi vui mà. Ê kìa, mau tránh ra coi. Mày giữ lấy nè. Ha, tao sẽ mang chiếc giày này về làm nô cho con chó cưng nhà tao. Xin cậu hãy trả lại chiếc giày đó cho tôi. Chỉ có một chiếc, mày đi làm sao được? Mày phải vui á, vì giày của mày được làm nô cho chó cưng nhà tao. Trả giày lại cho tôi. Xin cậu đó. Chọc kẹo bé đó thật là vui ha. Vui thì, nhưng chúng ta có xấu tính quá không ta? Có gì đâu, ai kêu con nhỏ đó nhiều chuyện làm gì? Đồ đáng ghét. Trả về lại cho tôi. Mẹ nhỏ, cậu đây rồi. Chú con kìa. Mẹ ơi, chú con đuổi con. Cảm ơn cậu đã giúp mình. Cậu đã đi đâu vậy? Mình tưởng cậu buồn mình mà bỏ đi rồi chứ. Đó là giày của bà mình, món đồ yêu thương ấm áp của bà để lại cho mình đó, mèo nhỏ ơi. Đôi giày của bà còn rộng so với chân mình, nhưng mà giày của mình đã rách nát rồi. Mình phải lấy giày của bà ra dùng.
mình đã nhét giấy báo vô cho chật mà vẫn không vừa, thỉnh thoảng cứ bị rơi ra. Bây giờ thì mình mất luôn món kỷ vật của bà để lại cho mình rồi. Mình và cậu không thể ngồi đây mãi được đâu. Chúng ta phải đi bán diêm rồi đến nhà thờ, chờ lúc hết lễ ngày cuối năm để có thể gặp Anna, cô chủ nhỏ của cậu đó. Cậu sẽ được về nhà, sẽ không phải lang thang chịu lạnh bên ngoài nữa đâu. Và nhớ, đừng có đi lạc nữa nhé. Coi kìa, nghe đến chuyện gặp lại cô chủ là cậu mừng rỡ chưa kìa. Mình cũng muốn gặp lại Anna và cha mẹ của bạn ấy. Mẹ của Anna rất tốt bụng, bà ấy nói sẽ mua diêm cho mình. Vậy là cô bé bán diêm đi chân trần trong tuyết, rong ruổi khắp các con phố từ sáng đến đêm để bán diêm. Cô bé cố gắng mời chào mọi người mua hàng nhưng không ai mua. Xin các quý ông quý bà hãy rủ lòng thương mua cho cháu một hộp diêm nhé ạ. Ông ơi, mua giùm cháu một hộp diêm ạ. Mình bút nhất quá, mèo nhỏ ơi. Quý ông, xin hãy rủ lòng thương mua giùm cháu một hộp diêm ạ. Mình không sao đâu, cậu đừng lo nhé, mèo nhỏ. Cậu có ngửi thấy mùi ngỗng quay không, mèo nhỏ? Chúa ơi, thơm quá mèo nhỏ ơi, mình đói quá đi. Mẹ tặng cho em một chú thỏ thiệt đẹp nè anh Tom. Chú thỏ thật là đáng yêu. Món bánh kem của mẹ làm là ngon nhất trên đời luôn. Nếu bà mình còn sống thì cũng cho mình đồ chơi và cho mình ăn ngon như vậy đó mèo nhỏ. Mình rất nhớ món ngỗng quay và cả bánh kem vani bà làm nữa. Bà luôn cho mình miếng bánh lớn nhất, ăn no căng bụng luôn. Thì ra là con bé đáng ghét đó, nó dám nhìn trộm vô nhà mình sao? Nhìn con bé nó đang thèm miếng bánh kem của mình kìa. Đáng đời. Bắt cái con mèo đó cho tao. Con có thấy một cô bé nhìn rất tội nghiệp cùng với chú mèo nhỏ màu đen ở ngoài cửa sổ không? Dạ, đó là con bé bán diêm đáng ghét lắm mẹ. Nó với con mèo đó sợ chó của con nên bỏ chạy rồi. Cô bé đó có vẻ rất đói và thích ăn bánh kem. Mẹ đang định cho cô ấy một cái bánh mẹ làm. Sao mẹ quan tâm tới con bé đó? Nó dơ bẩn, nghèo khổ thế mồ. Những người như vậy mới đáng thương và cần chúng ta giúp đỡ.
Con thấy không, ngày cuối năm con được ở trong nhà ấm áp chuẩn bị đón giao thừa, còn cô bé đó vẫn chưa được về nhà. Sắp đến giao thừa rồi, chắc con bé sẽ về nhà cùng đón giao thừa với gia đình. Trời lạnh như vậy, chắc con chó ấy chẳng dám chạy ra ngoài đuổi theo tụi mình đâu. Nhìn nó thật hiền lành, nhưng lại là chó của thằng bé hay chọc phá mình. Thật đáng ghét. Đêm nay là đêm giao thừa, tuyết rơi nhiều quá, sẽ lạnh lắm nè. Hôm nay mình chưa bán được hộp diêm nào, nếu mình về nhà thì sẽ bị cha đánh. Cha vẫn còn tức giận vì mình đưa cậu về nhà. Thật ra cha mình đã từng là người cha rất tốt, rất ấm áp, nhưng là lúc cha mình chưa nghiện rượu, và lúc đó bà mình còn sống. Mẹ mình đã mất từ lâu, lâu đến mức mình không nhớ được gương mặt mẹ. Cha đã cố gắng cùng bà nuôi mình khôn lớn, nhưng từ khi bà mình đột ngột qua đời, cha mình vì quá đau buồn mà uống rất nhiều rượu. Cha đâu có biết mình cũng nhớ bà rất nhiều. Bà gần gũi mình còn hơn gần với cha. Cha đưa mình đến ở chỗ căn gác tồi tàn như bây giờ. Mình phải nghỉ học để đi bán diêm, vì cha không còn tiền cho mình đi học. Căn gác ấy cậu thấy rồi đó, nó cũng lạnh, không kém gì ngoài đây đâu. Nhưng dù sao đó cũng là nhà của cha con mình. Chúa ơi, chúng ta đã quên mất phải đến nhà thờ tìm Anna cho cậu. Mèo nhỏ ơi, sắp hết lễ cuối năm rồi, mọi người sắp rời khỏi nhà thờ rồi. Chúng ta phải chạy đến đó thật nhanh, tìm Anna và cha mẹ của cậu ấy. Cậu có thể tìm được chủ, còn mình thì bán được diêm để có tiền đem về đưa cho cha. Hai cha con mình sẽ cùng nhau đón năm mới. Mày sẽ bỏ lỡ món ngỗng quay đó. Cậu ta dọa mèo nhỏ sợ chạy mất rồi. Mèo nhỏ ơi, cậu đâu rồi? Phải nhanh đến nhà thờ thôi. Mình phải chạy thật nhanh đến nhà thờ để gặp Anna và cha mẹ của bạn ấy. Mình phải giữ chân họ lại chờ mèo nhỏ quay về. Cha đã tìm trong nhà thờ và xung quanh đây rồi, nhưng không thấy mèo nhỏ của con. Làm sao đây cha? Chúng ta tìm khắp nơi mà không thấy mèo nhỏ. Mẹ xin lỗi con, sức khỏe của mẹ không được tốt, nên sau lễ Giáng sinh vừa qua, chúng ta không thể quay lại đây tìm mèo nhỏ được. Không phải lỗi của mẹ đâu ạ. Người ta nói mẹ bị lạc ở đâu sẽ ở yên đó đợi chủ đến đón mà. Sao mèo nhỏ của con lại không chờ con đến đón? Cha sợ rằng mèo nhỏ của con đã gặp chuyện xấu. Có thể cậu ấy đã gặp được một người tốt bụng rồi. Họ đã mang cậu ấy về nuôi và yêu thương cậu ấy thật nhiều như con vậy đó Anna. Thật không mẹ? Anna bé bỏng của mẹ, mẹ tin là như vậy.
Mèo nhỏ là một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu mà con. À, con gái à, qua năm mới cha sẽ mua cho con một bạn mèo khác nha. Bây giờ chúng ta nên về nhà thôi. Nhà chúng ta rất xa nhà thờ, nếu không về nhanh sẽ qua giờ đón giao thừa đó. Em vẫn muốn tìm mèo nhỏ sao? À, em đang tìm một em bé bán diêm rất là đáng yêu và lễ phép. Em đã hứa sẽ mua diêm giùm cô bé ấy sau lễ cuối năm. Đêm nay là đêm giao thừa, chắc cô bé ở nhà đón giao thừa cùng gia đình rồi. Chúng ta mau về thôi. Phải nhanh lên, mình phải chạy nhanh lên. Mèo nhỏ, may quá, mình tưởng cậu chạy đi lạc nữa rồi. Nhanh lên, chúng ta sắp đến nhà thờ rồi. Con lại chạy ra đây vậy hả? Con gái yêu quý của cha, chúng ta về nhà thôi con. Mèo nhỏ đã đuổi kịp họ rồi. Sao cậu quay lại? Đừng lo cho mình, cậu cứ chạy nhanh theo cổ xe ngựa đó đi, cậu sẽ được về nhà. Chúng mình làm sao biết họ rẽ vào lối nào mà đuổi theo đây? Vậy là cậu không được về nhà rồi. Mình cũng hết hy vọng bán được diêm. Mèo. Cậu thật là hư. Mình đã nói cậu chạy theo cổ xe ngựa mà. Mèo. Mèo. Cậu không nỡ bỏ mình lại sao? Cậu sống sung sướng quen rồi, sao có thể chịu cực khổ như vậy được? Nhưng mà có cậu làm bạn, mình cũng vui lắm. Giờ về nhà mình nhé. Đêm giao thừa, mình tin cha mình sẽ rộng lượng mà cho cậu ở lại. Mình đã làm rơi hết hộp diêm ở trước cửa nhà thờ rồi. Phải nhanh quay lại nhặt lên, không là diêm sẽ bị ngấm tuyết, ướt hết. Nếu xe ngựa cán trúng thì diêm của mình sẽ hư hết. Mèo nhỏ, cậu định làm gì vậy? Chà. Mèo nhỏ thật nhanh trí và dũng cảm. Cái con mèo đáng ghét kia, sao ngươi lại quậy phá vậy hả? Chà.
mình đói bụng quá đi. Không biết cha mình đã về nhà chưa? Sắp giao thừa rồi. Sáng nay mình đã dặn cha đừng uống nhiều rượu, không biết cha có nhớ lời mình dặn không? Bây giờ cha mới về, cha lại say nữa rồi. Không biết cha có nhớ đêm nay là đêm giao thừa không nữa. Con bé vẫn chưa về sao? Chắc là nó lại ham chơi với con mèo đó rồi không chịu đi bắn diêm. Nếu mà nó không mang tiền về đây, mình sẽ cho nó một trận cho chừa cái tật ham chơi. Cả cái con mèo đáng ghét đó nữa, nó mà xuất hiện mình sẽ không để nó thoát đâu, phải bắt bán lấy ít tiền. Mèo nhỏ, con bé kia, mày lại không bán được gì nữa phải không? Vì vậy mà mày không dám về nhà đúng không? Mày đứng lại cho tao. Ôi, cái chân của tôi, cái chân của tôi ơi. Không biết con bé nó ăn cái gì chưa? Mình mới mắng nó có vài câu mà nó đã bỏ chạy rồi. Thôi, thì mình nằm đây đợi nó quay về vậy. Dù sao, đêm nay cũng là đêm giao thừa. Mèo nhỏ, đợi mình với. Cậu sợ cha mình sẽ bán cậu sao? Cha mình lại say khướt rồi, chắc ông ấy không đuổi theo nữa đâu. Mèo nhỏ tội nghiệp, cậu đã dần trở thành chú mèo tự biết bảo vệ mình rồi. Đêm nay là đêm giao thừa, gió tuyết lại càng nhiều hơn, mình lạnh quá mèo nhỏ ơi. Chúng ta phải tìm chỗ nào tránh gió rét thôi. Đêm nay mình không dám về nhà đâu, mình sợ lại bị cha đánh vì không bán được diêm. Đêm nay là đêm giao thừa, mặt gió tuyết lạnh giá bên ngoài, mọi gia đình đều đang quây quần bên nhau, chuẩn bị đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Món ăn ngon quá. Đấy, ăn nhiều vô. Năm mới rồi phải ăn nhiều vô cho mấy lắm. Ngoan, ngoan lắm. Không ai biết, ngoài trời gió tuyết rét buốt kia, có một cô bé bán diêm đáng thương cùng chú mèo nhỏ bị lạc đang nương tựa vào nhau, tránh giá rét cùng đón giao thừa. Lạnh quá, mèo nhỏ ơi. Cảm ơn cậu, cậu thật ấm áp và tốt bụng. Lông của cậu không còn mềm và mượt như ngày đầu chúng mình gặp nhau nữa rồi. Mỡ bụng cậu cũng xẹp bớt rồi nè. Cậu thật tội nghiệp. Mèo.
mình cũng gầy nữa. Tại mình ít ăn thôi mà. Tối nay tuyết rơi nhiều, nhà đẹp quá. Nhưng mà mình và cậu lại bị lạnh. Giá như bây giờ được ở trong nhà, mình sẽ quấn chăn thật ấm, rồi ngồi ngắm tuyết rơi và chờ đón giao thừa thì thật thích phải không mèo nhỏ? Nhưng mà căn gác xếp của cha con mình cũng lạnh không kém gì ở đây đâu. Mình có cái chăn cũ màu hồng mẹ mua. Giá như căn gác xếp ấy có lò sưởi thì tốt biết mấy. Dù sao trong đêm giao thừa giá lạnh này, mình có mèo nhỏ làm bạn, mình không thấy cô đơn. Cậu cũng vậy, phải không? Chúng mình hãy cố gắng qua hết đêm nay nhé. Sáng mai sẽ có lễ mừng năm mới ở nhà thờ. Chắc chắn gia đình Anna sẽ đi lễ. Chúng ta sẽ vào nhà thờ dự lễ và tìm bằng được chủ cho cậu nhé. Ngày đầu năm mới, chắc không ai nỡ đuổi một cô bé nghèo khổ, khốn khó như mình đâu ha. Mình đói quá, không thể ngủ được. Trời càng lúc càng lạnh phải không mèo nhỏ? Mèo, mèo. Trời ơi, nãy giờ mình quên mất. Những que diêm này chắc bị hư mất rồi. Làm sao bây giờ mèo nhỏ ơi? Những que diêm này bị ẩm rồi, chắc cũng không ai mua nữa đâu. Để mình quẹt thử xem nó có cháy không nhé. Nếu có chút lửa ở đây chắc cũng đỡ lạnh. Que diêm vẫn cháy nè mèo nhỏ. Ngọn lửa rực sáng như than hồng, thật đẹp làm sao. Ánh sáng thật kỳ diệu làm sao. À, đây là nhà cũ của mình. Đây chính là lò sưởi ấm áp của nhà mình. Thật ấm áp và dễ chịu biết bao. Ngọn lửa nóng đến mức muốn bỏng tay mình luôn nè mèo nhỏ. Trong đêm đông rét buốt như thế này, khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bớt thổi dung dút, mà vẫn được ngồi hàng giờ như vậy trước một lò sưởi ấm áp, thật hạnh phúc biết bao, phải không mèo nhỏ? Mèo nhỏ, cậu nhảy rất đẹp đó. Mình cũng biết khiêu vũ nhé. Hồi bà mình còn sống, bà đã dạy mình rất nhiều. Cậu phải cẩn thận đó, đừng lại gần lò sưởi quá. Cậu thật là hậu đậu nhưng lại đáng yêu quá đi. Mình mệt rồi, mình muốn ngủ. Ngọn lửa này sẽ cháy suốt đêm, chúng ta sẽ luôn ấm áp và ngủ thật ngon nha mèo nhỏ. Lửa của mình đâu rồi? Mình mới mơ sao? Lò sưởi của mình đâu rồi? Ngọn lửa ấm áp của mình đâu rồi? Sao chỉ còn màn đêm đen và gió tuyết thế này? Hôm nay mình không bán được diêm, lại làm hư những hộp diêm nữa.
chắc cha mình sẽ mắng mình. Mình đói quá, giá như có một cái bánh mì nhỏ để ăn cho đỡ đói. Cậu có đói không mèo nhỏ? Cậu có thể đi bắt chuột, bắt côn trùng để mà ăn. Cậu cứ đi kiếm ăn đi, cậu không cần phải ở lại đây chịu đói với mình đâu. Cậu muốn mình đốt diêm nữa sao? Không được đâu, nếu đốt hết diêm cha sẽ đánh mình. Nhưng mà những que diêm này đã bị ẩm rồi. Để xem mình sẽ nhìn thấy những gì nào. Chúa ơi, thật là kỳ diệu. Mình được quay trở về ngôi nhà cũ rồi. Đây đúng là những món ăn bà thường chuẩn bị vào đêm giao thừa. Không được, mình phải đợi cả nhà cùng nhập tiệc chứ. Hoa, bình hoa thật đẹp cha ơi. Bà làm bánh kem này ngon nhất trên đời. Wow, con đói bụng quá. Cháu gái yêu quý của bà đói rồi có phải không? Dạ, con đói lắm. Bây giờ con có thể ăn được một con ngỗng quay luôn đó. À đúng rồi, còn món ngỗng quay nữa. Chờ một lát nha. Ngỗng quay, mình muốn ăn ngỗng quay. Ngỗng quay của mình đây rồi. Ngỗng quay tự chạy đến cho mình ăn nè. Thật kỳ diệu. Không, ngỗng quay của mình. Không, bàn tiệc của mình đâu rồi? Ngỗng quay của mình đâu rồi? Sao chỉ có màn đêm lạnh lẽo thế này? Tất cả chỉ là mơ thôi mèo nhỏ ơi. Chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả. Chẳng có hoa, chẳng có bánh kem, cũng chẳng có ngỗng quay. Và mình vẫn lạnh và đói lắm. Ây da, chân tay mình lạnh cống, tay cứng mất rồi. Mình không muốn nhìn thấy nơi tối tăm lạnh lẽo này nữa. Tại sao những điều kỳ diệu càng lúc càng ngắn ngủi như vậy? Bà từng nói mỗi ngôi sao trên bầu trời kia chính là mỗi linh hồn đã bay lên trời với Thượng Đế. Đó chắc chắn là bà mình đó mèo nhỏ. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Cháu ngoan ngoãn bé bỏng của bà, bà cũng nhớ cháu nhiều lắm. Cháu cưng của bà. Để bà vuốt lại mái tóc cho cháu nha. Mình đang ngủ ngoài thềm nhà sao? Đúng là một giấc mơ đẹp. Đúng rồi, đêm nay là đêm giao thừa. Con gái mình sáng nay đã nói muốn đón giao thừa cùng mình. Nếu vậy
mình có thể đưa con bé đến nhà thờ đón giao thừa cùng nhau. Con bé vẫn chưa trở về nhà sao? Trời đã khuya lắm rồi, bên ngoài còn ai nữa đâu. Mình đã làm con bé sợ hãi mà bỏ chạy. Nó đã đi đâu rồi chứ? Được, cháu hay về nhà đi. Ngoài... Con gái, con đang ở đâu? Con gái ơi, cha xin lỗi con. Cha hứa từ nay cha sẽ trở lại là một người cha tốt của con. Cha con mình sẽ sống thật hạnh phúc, để mẹ con ở trên thiên đàng vui lòng. Mình sẽ ở đây chờ con gái. Sáng mai sẽ là lễ mừng năm mới, chắc chắn con gái sẽ đến đây. Trời nắng hôm nay đẹp quá. Đẹp quá nha. Mẹ ơi, cô bé bán diêm nằm ở trong này. Con gái ơi, cha tìm được con rồi. Con sao vậy? Con hãy tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ về nhà và cùng sống thật hạnh phúc cùng nhau. Con hãy tỉnh lại đi. Con lạnh lắm phải không? Con đói lắm phải không? Cha xin lỗi con. Cha xin lỗi con. Giờ chúng ta phải làm sao với cô bé đây? Chúng ta đưa bạn ấy vào nhà thờ đi ạ. Nhà thờ rất ấm áp, nhà bạn ấy có thể nghe được chúng ta cầu nguyện.